Chính quyền Biden phê duyệt hơn 1,1 tỷ đô la bán vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Biden đã phê duyệt hơn 1,1 tỷ đô la bán vũ khí cho Đài Loan, một động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng vốn đã gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Chính quyền hôm thứ Sáu đã chính thức thông báo cho Quốc hội về doanh số được đề xuất, bao gồm tối đa 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không. Lora Rosenberger, giám đốc cấp cao của Nhà Trắng về Trung Quốc và Đài Loan, cho biết đây là thương vụ bán vũ khí lớn nhất cho Đài Loan cho đến nay dưới thời chính quyền Biden, và họ đã tham vấn trực tiếp và trao đổi với các thành viên Quốc hội và Đài Loan về các nhu cầu quốc phòng được đưa ra tình hình an ninh đang phát triển bà nói gói này đang được thực hiện trong một thời gian chính xác là vì chúng tôi mong đợi nó sẽ cần thiết khi cộng hòa nhân dân trung hoa gia tăng sức ép đối với đài loan nó phản ánh đánh giá của chính phủ hoa kỳ về nhu cầu quốc phòng của đài loan và mối đe dọa mà cộng hòa nhân dân trung hoa gây ra rosenberger lưu ý rằng gói bán vũ khí được đề xuất bao gồm các khả năng phòng thủ phi đối xứng quan trọng được Đài Loan ưu tiên, bao gồm tên lửa Hapong để hỗ trợ phòng thủ bờ biển của Đài Loan, tên lửa AIM-9X để hỗ trợ phòng không của Đài Loan và hỗ trợ cho chương trình radar giám sát của Đài Loan là trung tâm của C4ISR của Đài Loan. Khi cộng hòa nhân dân Trung Hoa tiếp tục gia tăng sức ép đối với Đài Loan, bao gồm cả việc tăng cường hiện diện quân sự trên không và hàng hải xung quanh Đài Loan và tham gia vào các nỗ lực thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, chúng tôi đang cung cấp cho đài loan những gì họ cần để duy trì khả năng tự vệ người phát ngôn của bộ ngoại giao cho biết việc bán hàng này phù hợp với chính sách của hoa kỳ đối với đài loan lưu ý lịch sử lâu đời của việc hoa kỳ cung cấp vũ khí phòng thủ cho hòn đảo này họ nói rằng việc cung cấp nhanh chóng những vũ khí như vậy là điều cần thiết cho an ninh của đài loan và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các ngành công nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó người phát ngôn cho biết phù hợp với đạo luật quan hệ đài loan hoa kỳ cung cấp các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng cần thiết cho đài loan để giúp nước này duy trì khả năng tự vệ đầy đủ người phát ngôn cho biết đồng thời lưu ý rằng những vụ mua bán được đề xuất này là những trường hợp thường xuyên để hỗ trợ đài loan tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy họ tiếp tục trong bốn thập kỷ chính sách một trung quốc của hoa kỳ đã được dẫn dắt bởi đạo luật quan hệ đài loan ba thông cáo chung và sáu đảm bảo chúng tôi kêu gọi bắc kinh ngừng áp lực quân sự ngoại giao và kinh tế đối với đài loan và thay vào đó tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa với đài loan người phát ngôn cho biết hoa kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình đối với các vấn đề xuyên eo biển phù hợp với mong muốn và lợi ích tốt nhất của người dân trên đài loan Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ tăng vọt sau chuyến thăm Đài Loan của chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào đầu tháng 8, đầu tuần này, hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ đã đi vào eo biển Đài Loan trong chuyến đi đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ trên đường thủy kể từ khi căng thẳng Mỹ Trung tăng cao sau chuyến thăm của Pelosi.